Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo chia sẻ về các cái lối sống, về sức khỏe và về tập luyện yoga. Thì Kim Ban nhận một câu hỏi khá là thú vị trong ngày hôm nay, đó là làm thế nào để cho học viên yêu quý mình? Thì chắc chắn rất nhiều các bạn huấn luyện viên, ai trong chúng ta đều mong muốn là học viên mình yêu quý mình đúng không ạ? Và yêu quý mình thì làm sao nhỉ? Thì tất nhiên thì mình vui. Thứ hai là khi học viên yêu quý mình thì họ sẽ tin tưởng và lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tất nhiên khi họ lắng nghe những chia sẻ của mình theo sự hướng dẫn của mình thì kết quả là sẽ thay đổi hơn cách rất nhiều. Nhưng làm thế nào để cho họ yêu quý mình? Có nhiều khi bạn băn khoăn là trong một lớp học chúng ta rất nỗ lực giống nhau, chúng ta chăm sóc giống nhau, nhưng mà có học viên thì lắng nghe, có học viên thì không lắng nghe. Thế tại sao lại như vậy? Thì từ ban đầu Kim Ba cũng giống như cả các bạn, mình cứ tưởng là cần cù bù thông minh, cứ tưởng là tập luyện chuyên môn, rất nhiều các chuyên môn, các kỹ thuật mang đến cho học viên nhiều cái trải nghiệm, các động tác gọi là từ khó nâng cao, từ trị liệu đến giảm cân. Tuy nhiên thì cái việc tập luyện nó chỉ là một phần thôi, mà nó là cái sự thấu hiểu trong mỗi cuộc sống của chúng ta. Mỗi học viên đến với chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Có người đến với chúng ta là vì vấn đề đau mỏi, nhưng mà sau khi họ hết đau mỏi rồi thì họ có thể là cần cái sự sẻ chia nhiều hơn, cái sự lắng nghe nhiều hơn chẳng hạn. Có người thì ở cơ quan họ rất là căng thẳng, họ rất chết. Họ về nhà thì có thể là gia đình cũng không phải là gia đình nào cũng có thể là hạnh phúc đầy đủ đúng không? Và họ tìm đến phòng tập chỉ đơn giản tìm đến một nơi gọi là bình yên mà thôi. Thế nhiều khi chúng ta cứ nhiệt tình quá, chúng ta chăm sóc nhiều quá thì họ lại không thích. Họ chỉ đơn giản là muốn một cái nơi mà họ được yên tĩnh, được thả lỏng, cũng chẳng cần phải sửa. Thực sự có nhiều trường hợp học viên đến ấy thì chẳng cần sửa, chỉ cần để yên họ ở đấy và họ sẽ tự làm việc với họ. Thì nếu mà chúng ta lại không hiểu điều đấy, chúng ta cứ can thiệp vào, chúng ta cứ gọi là vô vập quá thì làm cho họ khó chịu. Và tất nhiên họ khó chịu thì họ sẽ không vui. Và khi không vui thì phản ứng ra và làm cho chúng ta bị tụt cái năng lượng và cảm xúc của mình đúng không ạ? Thì trong một lớp học, cái việc thấu hiểu cảm xúc và lắng nghe được cái nhu cầu của những học viên sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng đưa ra cho học viên của mình những cái giải pháp, những cái lời khuyên hoặc thậm chí là một cái nụ cười. Đơn giản như vậy thôi, cũng sẽ giúp cho học viên mình cảm thấy yêu thích hơn và muốn ở lại lớp học của mình nhiều hơn. Thì đấy là cái cơ bản đầu tiên. Thì chắc chắn thì mỗi học viên, mỗi huấn luyện viên ở mỗi khóa đào tạo thì các bạn sẽ được học về triết lý yoga đúng không? Nhưng mà trong khóa đào tạo Kim Ba thì mình bóc tách rất là kỹ cái phần này. Đây là hẳn một bộ thấu hiểu mà dạy tầm khoảng 3 đến 4 tiết. Và học viên, các huấn luyện viên sẽ được hiểu sâu hơn là tại sao lại thế này, tại sao đôi khi học viên lại mặc quần áo này, tại sao họ lại ngồi vị trí này, tại sao có người là ngồi thích ngồi gương, có người lại thích tìm một góc nào đó. Thì là do những cái bộ quy tắc, những cái bộ thấu hiểu để chúng ta thể hiểu sâu hơn. Hoặc là đôi khi chúng ta làm nhiều quá, chúng ta làm nhiều thì chúng ta có những cái trải nghiệm mà chúng ta có được cái kinh nghiệm về sự thấu hiểu, về lắng nghe của người khác. Thì đấy là cái cơ bản. Còn yếu tố tiếp theo để cho học viên có thể yêu quý mình thì cái cơ bản ấy là bạn phải có năng lượng, cuộc sống phải có năng lượng. Bạn hình dung xem, đến lớp mà mặt của giáo viên cứ lầm lầm lì lì, cau hết lại như này thì làm sao mà ai yêu quý bạn được đúng không? Thì bản thân mình cũng phải là một người có năng lượng. Tại vì cái công việc trở thành huấn luyện viên ấy, công việc trở thành huấn luyện viên không phải là chỉ đơn giản là cái tập với động tác, mà chúng ta là người truyền cho họ những cảm hứng trong tập luyện, truyền cho học viên mình cái cảm hứng trong tập luyện, chứ không phải là đến rồi ép là phải thúc đẩy, mà truyền cho họ thì cái động lực bên trong, cái hạnh phúc bên, cái hạnh phúc thực sự ấy, nó là từ bên trong của mỗi con người. Và việc của công việc của huấn luyện viên chúng ta là truyền cho họ cái động lực để hiểu được tại sao họ phải tập, cái ý nghĩa về tập luyện, tại sao cái động tác này nó mang lại cái giá trị gì. Và khi họ thích thú điều đấy thì họ sẽ tập luyện cách hăng say, và thông qua việc họ thích tập luyện yoga chắc chắn thì họ bị yêu quý giáo viên yoga đúng không? Gọi là có câu từ ngữ gì muốn con hay chữ phải yêu với thầy đúng không? Thì bạn muốn tập yoga, học viên muốn tập giỏi thì phải yêu quý lấy thầy. Đúng, tớ chẳng hạn, yêu quý tớ đi thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều các video hay mỗi ngày đúng không ạ? Thì đấy là cái bước thứ hai. Cái thứ ba để học viên có thể yêu quý mình thì chắc chắn bạn phải là người có giá trị. Cái giá trị của chúng ta có nhiều hơn so với những huấn luyện viên khác. Nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là tập các động tác hàng ngày thì cái giá trị chúng ta chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta có thể có nhiều cái giải pháp để giúp đỡ cho học viên của mình. Tôi lấy ví dụ như này. Nhiều khi thấy họ, một học viên đến, họ trong cái vấn đề kinh doanh của họ chẳng hạn, cái này hơi mở rộng chút. Nhưng nhiều khi học viên của mình đang ngồi nói chuyện thì mình hỏi, thế là chị bế tắc trong cái vấn đề kinh doanh. Thì mình nhớ trong đầu, mình cũng có một người bạn đã từng kinh doanh cái mảng hồng đấy. Và mình hỏi người bạn kia xem là người ta đã giải quyết vấn đề như nào. Và mình kết nối hai người lại, xây dựng cho họ một quan hệ. Thì thông qua đấy thì chúng ta có thể giúp ích cho học viên của mình nhiều hơn. Thế thì Kim Ba thì thường xuyên làm video. Mình rất hay thích làm video, mình thích chia sẻ các cái kinh nghiệm của mình. Thì nhiều khi học viên họ cũng có nhiều cái sản phẩm mà họ muốn truyền tải lên internet, họ muốn marketing. Thì mình hiểu sâu hơn marketing thì mình chia sẻ lại cho học viên mình về cái cách là mình làm sao để mình xây dựng kênh Facebook, làm sao xây dựng được kênh YouTube giống như các bạn đang xem như này. Đơn giản ví dụ là nhiều khi chúng ta có thể phức tạp là
quay một cái video là phải có một ekip, nhưng thực ra quay ekip là như này này, để quay vào gương để các bạn cùng nhìn đấy, đơn giản đấy, huấn luyện viên của mình cầm hộ quay hộ và mọi người đằng sau vẫn đang tập luyện, có người tập và đây là học viên của tớ, cô Thảo Nhi đấy. Đấy, quay video nó đơn giản như này thôi, thì mình chia sẻ lại thì học viên của mình cũng biết cách và họ sẽ phát triển công việc kinh doanh của họ. Thì nói như đến chủ đề này chắc là mọi người sẽ nghĩ là trở thành giáo viên yoga kiểu như là bách khoa toàn thư đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tuyệt vời nhất trong cái cuộc đời mà dạy giáo viên yoga là chúng ta có thể là học hỏi được rất nhiều từ học viên. Mỗi người có một ngành nghề khác nhau, một cái sở thích khác nhau, và quá trình chúng ta dạy, chúng ta chia sẻ họ về cái kiến thức về tập luyện, nhưng đôi khi chúng ta lại học hỏi từ họ từ rất nhiều thứ. Mỗi ngày bạn hình dung bạn mà ví dụ là bạn gọi là bắt khách đi, một ngày bạn dạy rất nhiều lớp, một ngày chúng ta cọ sát với vài trăm người, thì cái cấp độ trưởng thành chúng ta nó sẽ nhanh như thế nào. Và tội gì chúng ta không lắng nghe những câu chuyện của học viên về cái họ bán quần áo, họ bán bất động sản. Tớ là tớ rảnh, tớ cứ ngồi nghe thì tớ học hết. Thì thông qua việc mình học thì mình nhớ được cái câu chuyện và mình kết nối. Thì cái đấy, cái chia sẻ ở đây là để cho người khác yêu quý mình thì mình phải có thật nhiều cái giá trị. Và muốn có nhiều giá trị thì bạn chỉ có đơn giản là học hỏi nhiều hơn và mở rộng cái sự học hỏi của bạn ra. Đừng giới hạn nó chỉ trong việc là tập luyện mỗi động tác yoga thôi. Bạn mở rộng cho những ngành nghề khác nhau, thậm chí về nuôi dạy con cái chẳng hạn. Mình cũng có con cái, mình có kỹ năng về con cái, mình biết cách làm sao chăm sóc nó khỏe hơn, nó vui hơn chẳng hạn. Cách nói chuyện với con cái như thế nào để con cái và gia đình chúng ta nó hòa thuận hơn. Cách để làm sao để chăm vợ cho đẹp như thế này chẳng hạn. Đấy, thì cách làm sao có thể là kết nối hai vợ chồng lại với nhau cùng một công việc. Nhiều người cứ nghĩ là hai vợ chồng làm công việc là hay bị xung đột đúng không? Nhưng mà gia đình tớ có ảnh hưởng gì đâu. Mỗi cái là tớ không có tiền tiêu thôi. Làm bao nhiêu, hình như nó có 20.000 trong túi. Đấy, đấy thì thông qua kinh nghiệm của mình có thể chia sẻ, mình thấy họ đang gặp vấn đề về gia đình. Và bản thân mình có những cái giải pháp để hướng họ giải quyết vấn đề gia đình của họ, để họ hòa thuận hơn, họ vui vẻ hơn. Thì đấy là chúng ta tăng cái giá trị của mình lên. Thứ nhất là bạn trưởng thành nhanh hơn ngày nào thì bạn có thể có hút về mình nhiều người yêu quý của mình nhiều hơn. Thì nếu bạn cái kinh nghiệm, cái giá trị của bạn nó thấp quá thì tất nhiên thì càng thấp thì chúng ta càng có ít người bạn và học viên cũng không thể tin tưởng chúng ta. Đấy là yếu tố thứ ba, đó là học hỏi liên tục và liên tục tiến lên. Học hỏi, học bất cứ điều gì miễn là nó mang lại giá trị, nó làm cho mình hiểu sâu hơn. Đừng bỏ qua bất cứ điều gì cả. Cũng giống như việc quay video này chẳng hạn. Trong quá khứ tớ thì người tớ thích quay cho người khác. Thế dần dần ai ngờ cái chính cái việc là xã hội đi lên, mọi người sử dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, nên tớ lại thành ra biết quay video. Thế tớ biết, tớ lại chia sẻ lại huấn luyện viên tớ. Nên là các bạn thích học đào tạo nghề của mình, vì mình đâu chỉ dạy cho họ mỗi cái là dạy yoga đâu, dạy họ cả làm marketing, dạy họ làm video, dạy họ cách nói chuyện lắm mồm như này chẳng hạn. Đấy, thì toàn bộ cái kịch bản mình chia sẻ các bạn đơn ra nó chỉ là trong đầu nó tuôn ra thôi chứ không kịch bản gì cả. Đấy là yếu tố thứ ba. Và yếu tố thứ tư, để mà yếu tố thứ tư là cái gì nhỉ, vừa nghĩ trong đầu nhưng quên mất rồi. Và yếu tố thứ tư ấy là chúng ta phải phát triển con người mình lên, nghĩa là tăng cái nhân hiệu của bạn lên. Bạn hình dung nếu bạn cứ dạy từng đấy năm con người bạn vẫn vậy, phát triển nhân hiệu ở đây là gì, nghĩa là cái sự trưởng thành của bạn trong cái lĩnh vực nghề, hay gọi là lộ trình thăng tiến của bạn, nó phải đi lên. Ngày hôm nay bạn chỉ là huấn luyện viên dạy cái phòng này, ngày mai bạn có thể là quản lý nhiều phòng, hoặc ngày mai bạn có thể trở thành master chuyên gia trong một cái phần nhỏ nào của trong làng yoga chẳng hạn. Bạn có thể trở thành trọng tài, bạn có thể là có cái chức danh nào đó trong cái tổ chức. Nếu bạn không tham gia tổ chức nào, bạn thử tham gia một tổ chức và cống hiến trong tổ chức đấy. Ví dụ như là Kim Ba trước là chỉ là huấn luyện viên thôi. Sau đó thì các cái hoạt động xã hội đó thay đổi dần và Hải Phòng thành lập ra Liên đoàn Yoga Hải Phòng. Và mình cũng tham gia vào việc đóng góp, xây dựng, phát triển cái cộng đồng yoga và giữ vai trò chẳng hạn. Tại vì mọi người đều thích danh đúng không? Nhưng mà để có danh được là bạn phải cống hiến đã. Thì giữ việc là việc tập luyện ở phòng tập yoga mà chỉ là huấn luyện viên, so với việc tập luyện ở phòng tập yoga mà là một trọng tài yoga, một người tổ chức rất nhiều giải đấu, hay là có cái vị trí như là Kim Ba hiện tại đang là vị trí là ủy viên ban luật và thi đấu của Liên đoàn Yoga Quốc gia. Thế thì cái sự danh tiếng của bạn cũng làm ra sự yêu quý của học viên. Đôi khi học viên họ đến tập vì họ cảm thấy tin tưởng. Tin tưởng chính là gì? Chính là chức danh của bạn. Nhưng mà chức danh ấy để có được ấy, nó là sự cống hiến và sự cho đi của bạn. Ví dụ tớ khoe chẳng hạn, cái góc bên đây của tớ rất nhiều bằng khen, huy chương đầy đủ. Đấy, tranh thủ khoe, tôi có một mớ huy chương. Đấy, thì có vẻ là phải đáng yêu không? Cùng công việc, chúng ta không chỉ giới hạn trong việc tập luyện của mình, mà chúng ta có thể là phát triển công việc mình đi lên chẳng hạn. Bạn có thể là CEO của một chuỗi hệ thống. Tội gì tại sao chúng ta không nghĩ lớn lên đúng không? Và cái quá trình bạn lớn lên chính là quá trình bạn cho đi nhiều hơn. Và khi bạn cho đi nhiều hơn thì sẽ có nhiều người yêu quý bạn hơn. Hãy tưởng tượng
nếu bạn chỉ có 20 học viên yêu quý mình, tại sao bạn không phải là 2.000 người? Một buổi sáng mình tỉnh dậy có đến khoảng tầm 500 câu cảm ơn từ YouTube, từ fanpage, thậm chí từ email. Điều đấy làm cho mình càng ngày càng năng lượng hơn. Và mình năng lượng nhiều hơn thì mình vui hơn, mà càng vui hơn thì càng nhiều người thích chơi, người vui hơn. Thì đấy là những cái chia sẻ ngắn gọn trong cái câu hỏi một bạn hỏi mình vào buổi sáng. Và mình thực sự muốn chia sẻ lại cho các bạn những cái mà mình đã cảm nhận, cái mình đã làm. Và hy vọng với những cái chia sẻ ngắn gọn vậy sẽ giúp cho bạn định hình trong công việc yoga của mình, phát triển nó lên, nở rộ nó ra, để chúng ta có những cái, có thật nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Và xin chào các bạn, cũng như hẹn lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo.